Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh nói về ngày 30 tháng 4 1975. Chúng ta không làm nên lịch sử, trái lại, lịch sử làm nên chúng ta. Vì nếu chúng ta không ngay thẳng chân thật, thì chúng ta sẽ làm một thứ lịch sử dối trá bịp bợm. Vì thế, hãy để lịch sử làm nên chúng ta. Lịch sử chân chính luôn tôn trọng sự thật. Sự thật là cứu cánh của lịch sử chân chính. Quan điểm lịch sử của Cộng sản Việt Nam là sửa đổi lịch sử bằng một thứ lịch sử dối trá, bịp bợm, có nhiều huyền thoại Cộng sản. Mà huyền thoại là những chuyện không có thật. Những chuyện có thật rất nhiều trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Sau khi ký kết Hiệp định Hòa bình Paris 1973, thí dụ điển hình là chiếc xe tăng của Cộng sản Bắc Việt vào ngày 30 tháng 4 1975 chạy vào cổng Dinh Độc Lập, treo cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là một sự dối trá bịp bợm. Vì lúc đó phải phân biệt rõ ràng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam với Chính phủ Cộng sản Bắc Việt. Và chuyện Tổng thống Trần Văn Hơn đã chấp thuận cho Không quân Việt Nam Cộng hòa ném bom CBU và BLU tại Xuân Lộc vào những ngày cuối tháng 4 1975, làm thiệt hại nặng Bộ Chỉ huy Sư đoàn 341 của Cộng sản Bắc Việt. Điều này chứng minh rằng Không quân Việt Nam Cộng hòa cũng như các quân binh chủng tác chiến khác của quân đội Việt Nam Cộng hòa vào thời gian đó vẫn còn rất mạnh. Trong ngày 29 tháng 4 1975, chuyện ông Thủ tướng một ngày Vũ Văn Mẫu ra lệnh cho tất cả người Mỹ đi khỏi nước Việt Nam Cộng hòa trong thời hạn một ngày, chứ không phải do sức tấn công mãnh liệt của bộ đội Cộng sản Bắc Việt làm cho quân Mỹ bị thua trận phải tháo chạy. Thực tế là suốt trong ngày 29 tháng 4 1975, các đơn vị Cộng sản Bắc Việt và lính địa phương Việt Cộng miền Nam đã cố tránh động chạm tới người Mỹ vì sợ Mỹ đánh trả. Chuyện ném bom ở Xuân Lộc đã khiến cho Cộng sản Bắc Việt khiếp sợ Mỹ trả đũa đích đáng. Ông Thủ tướng một ngày Vũ Văn Mẫu yêu cầu người Mỹ đi khỏi nước Việt Nam Cộng hòa để người Việt Nam gồm có Việt Nam Cộng hòa và Việt Cộng miền Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tự giải quyết vấn đề chính trị với nhau căn cứ theo Hiệp định Hòa bình Paris 1973. Chính vì lý do đó, người Mỹ mới đi khỏi nước Việt Nam Cộng hòa trong thời hạn 24 giờ và hoàn toàn tôn trọng chủ quyền quốc gia Việt Nam Cộng hòa. Ông Vũ Văn Mẫu đã im lặng chịu sự nhục nhã cho tới chết. Về phía Cộng sản Việt Nam cũng không dám nhắc tới ông Vũ Văn Mẫu, vì nhắc tới ông Mẫu là vỡ ra chuyện có thật ông Mẫu đã yêu cầu người Mỹ đi trong thời hạn một ngày,
chứ không phải những tướng tá Cộng sản Bắc Việt hành quân quá giỏi nên người Mỹ phải cuốn cờ tháo chạy. Trong nỗ lực tìm giải pháp chính trị đem lại hòa bình cho miền Nam Việt Nam, đã nảy sinh thành phần thứ ba có khuynh hướng dân tộc thuần túy, trung lập, không cộng sản, không quốc gia, làm trung gian hòa giải giữa hai phe lâm chiến quốc cộng. Luật sư Vũ Văn Mẫu là người dẫn đầu lực lượng thứ ba với lập trường dân tộc thuần túy, như Đại tướng Dương Văn Minh, Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, Đại tá Nguyễn Văn Đông. Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh nổi tiếng là một tướng tư lệnh thận trọng vì không muốn giết hại thường dân Việt Nam vô tội. Tâm lý của các sĩ quan được Pháp đào tạo, thần Pháp không thích Mỹ. Nên khi có giải pháp chính trị, Dương Văn Minh, Vũ Văn Mẫu do Đại sứ Pháp đề xướng đã có rất đông sĩ quan được Pháp đào tạo hưởng ứng để thực thi Hiệp định Hòa bình Paris 1973 mà 2 năm trước đó Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhất định không thi hành. Trước tình hình, Tổng thống Thiệu đã làm mất vùng 1, vùng 2 về phía Cộng sản Bắc Việt, khiến cho các đơn vị ở miền Trung bị rối loạn hàng ngũ, tinh thần chiến đấu của lính Việt Nam Cộng Hòa bị sa sút. Trong 2 ngày, 27-28 tháng 4 1975, các tướng lãnh bộ Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã ra đi. Sự việc xảy ra như vậy nên tân Tổng thống Dương Văn Minh buộc phải bổ nhiệm những cựu tướng lãnh đảm nhận trách nhiệm ở Bộ Tổng Tham mưu như cựu Trung tướng Vĩnh Lộc giữ chức Tham mưu trưởng, cựu Trung tướng Nguyễn Hữu Có giữ chức Tham mưu phó, cựu Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh làm phụ tá Tổng Tham mưu trưởng. Nhưng Trung tướng Vĩnh Lộc vài giờ sau đó cũng ra đi, nên Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh lên thay tướng Vĩnh Lộc làm Tổng Tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì Thủ tướng Vũ Văn Mẫu đã yêu cầu người Mỹ đi khỏi nước Việt Nam Cộng Hòa là để hai bên miền Nam gồm có Việt Nam Cộng Hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam thương lượng hòa bình với nhau căn cứ trên Hiệp định Hòa bình Paris 1973. Trong ngày 29 tháng 4 1975, khi người Mỹ đã đi hết, có nghĩa là Cộng sản Bắc Việt không sợ người Mỹ phản ứng bằng quân sự như vụ ném bom CBU, BLU ở Xuân Lộc, thì ngày kế tiếp, 30 tháng 4 1975, Cộng sản Bắc Việt ép buộc Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng với lời hăm dọa tấn công làm cho Sài Gòn chìm ngập máu lửa. Cộng sản Bắc Việt đã lường gạt hai ông Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu về chuyện yêu cầu người Mỹ đi khỏi nước Việt Nam Cộng Hòa trong thời hạn 24 giờ để người Việt Nam tự giải quyết vấn đề chính trị với nhau căn cứ trên Hiệp định Hòa bình, và đánh đòn tâm lý vào Dương Văn Minh, Vũ Văn Mẫu
bằng đe dọa tắm máu dân Sài Gòn. Hiện nay, Nguyễn Hữu Hạnh đã 92 tuổi, ở tại ấp Me, Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang, Mỹ Tho, quê hương của Nguyễn Hữu Hạnh. Nhưng thực tế, Nguyễn Hữu Hạnh đang ở trên một miếng đất nghĩa địa. Nhà của Nguyễn Hữu Hạnh xung quanh toàn là mồ mả. Và ngay dưới hiên nhà của Nguyễn Hữu Hạnh có một cái mả. Có phải Nguyễn Hữu Hạnh muốn nói Nguyễn Hữu Hạnh sống như đã chết? Sau ngày 30 tháng 4 1975, Nguyễn Hữu Hạnh không bị Việt Cộng bắt tù cải tạo và được Việt Cộng cho làm ủy viên Trung ương Mặt trận Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc. Với tư cách nhân sĩ yêu nước, với tư cách nhân sĩ yêu nước, từ năm 1975 cho tới nay, Cộng sản Việt Nam đã lường gạt Nguyễn Hữu Hạnh là Việt Cộng hòa giải quốc gia, hòa hợp dân tộc. Trong khi đó, có rất nhiều quân dân công chức Việt Nam Cộng Hòa bị bắt tù cải tạo nhiều năm. Sau 43 năm, Nguyễn Hữu Hạnh còn nói tới hòa giải, hòa hợp với người Việt hải ngoại. Nguyễn Hữu Hạnh đang sống ở Việt Nam nên Nguyễn Hữu Hạnh không dám nói lên sự thật. Hay lẽ nào Nguyễn Hữu Hạnh không biết Cộng sản Việt Nam không có hòa giải, hòa hợp thực sự? Những ngày cuối đời của Nguyễn Hữu Hạnh hãy mạnh dạn nói lên sự thật. Sự thật rõ ràng là Cộng sản Việt Nam không thành tâm, thiện chí để thực hiện chính sách quốc gia Việt Nam hòa giải. Các dân tộc đang sinh sống tại Việt Nam hòa hợp thực sự. Có bằng chứng rõ ràng là Cộng sản Việt Nam đã và đang đàn áp, bắt giam những người đối lập chính trị, bất đồng chính kiến với Cộng sản. Vì họ yêu nước, họ chống Tàu Cộng. Cộng sản Việt Nam phải hòa giải với những người Việt trong nước, bất đồng chính kiến với Cộng sản. Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận có đối lập chính trị ở trong nước Việt Nam. Vì lý lẽ đó, Nguyễn Hữu Hạnh nhất định phải đọc lại toàn bộ văn bản Hiệp định Hòa bình Paris 1973, nhất là chương 4, điều 9, 10, 11, 12, 13, 14 và chương 5, điều 15, để rõ sự gian xảo lường gạt của Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Hữu Hạnh phải thấy rằng Cộng sản Việt Nam thất bại trong chính sách quốc gia hòa giải, dân tộc hòa hợp ở Việt Nam. Và Nguyễn Hữu Hạnh nên mạnh dạn nói lên việc này vì lòng tự trọng của chính mình, của chính Nguyễn Hữu Hạnh. Vào lúc 9 giờ rưỡi sáng ngày 30 tháng 4 1975, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Dương Văn Minh tuyên bố trên đài phát thanh Sài Gòn: đường lối của chúng tôi là hòa giải và hòa hợp dân tộc.
Việt Nam Cộng Hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thương lượng hòa bình với nhau. Nhưng Cộng sản Bắc Việt đã lật lọng, cưỡng chiếm nước Việt Nam Cộng Hòa và loại bỏ Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Một trong số nhiều người trong Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam bất mãn với Cộng sản Bắc Việt là bác sĩ Trương Như Tản, rời bỏ Việt Nam, đi Pháp. Riêng bà Ngoại trưởng Nguyễn Thị Bình đã nói khi còn ở Paris, miền Nam Việt Nam sẽ độc lập, trung lập trong 10 năm. Thời gian này chờ hiệp thương thống nhất hai miền Nam Bắc Việt Nam. Vì câu nói này mà những năm sau 1976, bà không được Cộng sản Bắc Việt coi trọng, mặc dù cho bà chức Phó Chủ tịch Quốc hội, có hình thức, không có thực chất. Rất rõ ràng Cộng sản Bắc Việt không tôn trọng Hiệp định Hòa Bình, không muốn quốc gia Việt Nam toàn quốc hòa giải, các dân tộc sinh sống tại Việt Nam được hòa hợp theo tinh thần của Hiệp định Hòa Bình Paris 1973. Thời gian gần đây, Cộng sản Việt Nam còn mượn cái miệng của Nguyễn Hữu Hạnh để nói hòa giải quốc gia, hòa hợp dân tộc, trong khi Cộng sản Việt Nam lợi dụng chiêu bài này để tiếp tục lường gạt người Việt Nam. Nguyễn Hữu Hạnh đúng là một lịch sử dối trá bịp bợm của Cộng sản Việt Nam. Chúng ta hãy nghe chính miệng Nguyễn Hữu Hạnh nói về ngày 29-30 tháng 4 1975 như sau. Hồi ấy, tôi 52 tuổi, không hiểu chuyện đời thế nào. Chỉ nói, cứ vô đây, tôi giao Sài Gòn Chợ Lớn cho mấy anh. Với một người biết nói tiếng Pháp, có bằng tú tài Pháp, tốt nghiệp trường sĩ quan khép Saint-Jacques năm 1949, từng đi Mỹ học khóa chỉ huy tham mưu cao cấp, Phó Tư lệnh Sư đoàn 21, Tham mưu trưởng Quân đoàn 4, Phó Tư lệnh Quân đoàn 4, Phó Tư lệnh Quân đoàn 2, mà bây giờ Nguyễn Hữu Hạnh lại nói, có thể nói, hồi ấy, năm 1975, tôi 52 tuổi, không hiểu chuyện đời thế nào. Cộng sản Việt Nam đã thành công tẩy não Nguyễn Hữu Hạnh, hay đã bịt miệng Nguyễn Hữu Hạnh không cho nói sự thật, để Việt Cộng có thể sửa đổi lịch sử cho đúng với sự lường gạt lịch sử của Việt Cộng? Hay chính Nguyễn Hữu Hạnh đã khôn khéo dùng đảo ngữ nói xỏ xiên, chửi rủa chính mình? Chính Nguyễn Hữu Hạnh đã khôn khéo dùng đảo ngữ nói xỏ xiên, chửi rủa chính mình. Bây giờ Nguyễn Hữu Hạnh chỉ nói được câu, hồi ấy tôi 52 tuổi, không hiểu chuyện đời thế nào.
Nguyễn Hữu Hạnh đúng là một tướng già giả nai ngây thơ? Hay Nguyễn Hữu Hạnh là một tướng già quá dại, bị Cộng sản Việt Nam lường gạt mà không biết? Nguyễn Hữu Hạnh đã hơn 90 tuổi, vẫn không biết quốc gia hòa giải không chỉ vỏn vẹn gồm có người Việt theo lập trường Cộng sản với người Việt theo lập trường quốc gia, mà còn có những người Việt theo lập trường chính trị khác. Họ bất đồng chính kiến với cả Cộng sản lẫn quốc gia, như trường hợp Nguyễn Văn Đông có lập trường dân tộc thuần túy. Nguyễn Văn Đông đã bị Cộng sản Việt Nam cầm tù 10 năm. Hiện nay ở trong nước Việt Nam có rất đông người Việt Nam có lập trường dân tộc thuần túy đang bị Cộng sản Việt Nam giam cầm. Trước khi chết, Nguyễn Hữu Hạnh hãy mạnh dạn chứng tỏ mình thực sự là một nhân sĩ yêu nước chân chính, đầy đủ phẩm chất nhân sĩ, không dối mình gạt người. Trước khi chết, Nguyễn Hữu Hạnh hãy mạnh dạn chứng tỏ mình thực sự là một nhân sĩ yêu nước chân chính, đầy đủ phẩm chất nhân sĩ, không dối mình gạt người. Nguyễn Hữu Hạnh chắc chắn không phải loại nhân sĩ Việt Cộng dối trá bịp bợm. Nguyễn Hữu Hạnh không phải, chắc chắn rằng không phải loại nhân sĩ Việt Cộng dối trá bịp bợm. Người đang nói đây là Nguyễn Thành Trí, Sài Gòn, ngày 29 tháng 4 2018.